Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2024. Sau 3 ngày làm việc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 10 dự án luật và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, tập trung và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của phiên họp, cho ý kiến vào 10 dự luật. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho phiên họp lần này. Các nội dung của phiên họp đã đạt được sự đồng thuận là nhờ sự chuẩn bị tích cực của Chính phủ, các bộ ngành trong công tác thẩm định các dự án luật, các cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra các dự án luật, các cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong 3 ngày, các ủy viên thường vụ đã phát biểu thẳng thắn, có trách nhiệm vào việc tiếp thu, giải trình các luật. Tôi đề nghị cơ quan thẩm tra thì chúng ta tiếp tục phối hợp với cái cơ quan soạn thảo để chúng ta hoàn thiện tất cả các cái nội dung của các cái luật để kịp thời gửi tài liệu cho cái hội nghị là chuyên trách Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành công của phiên họp chuyên đề lần này có ý nghĩa. Hiện khối lượng công việc thời gian tới rất lớn, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo các luật mới và để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 8, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ ngành, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành tài liệu hồ sơ để phục vụ cho chương trình kỳ họp. Trước đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và luật di sản văn hóa sửa đổi.